Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21 tháng 11. Sau đây sẽ là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Không khí lạnh tăng cường tràn về, Bắc Bộ sẽ tiếp tục giảm nhiệt sâu, rét khổ nứt nẻ. Trung Bộ mưa dông quay lại, đề phòng thiên tai. Đỉnh núi Phan Xipang xuất hiện băng giá, sương muối phủ trắng. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết khu vực Bắc Bộ. Thưa quý vị, những ngày qua, cái lạnh đã bao trùm toàn bộ các tỉnh thành Bắc Bộ, khiến cho nền nhiệt toàn miền giảm mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào giữa tuần này, khoảng ngày 23 đến 24 tháng 11, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta, khiến cho nhiệt độ tiếp tục giảm, thấp nhất từ 11 đến 20 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giữa tuần này, khoảng ngày 23 đến 24 tháng 11, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta. Ở phía Bắc, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục kéo dài thời tiết hanh khô. Nhiệt độ ban ngày trong tuần này dao động từ 24 đến 28 độ, độ ẩm khoảng 40 đến 60%. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 20 độ. Ngoài ra, thời tiết hanh khô khiến chất lượng không khí Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc những ngày qua ở mức không tốt cho sức khỏe. Theo dự báo trên ứng dụng IQE, trong những ngày tới, chất lượng không khí Hà Nội chỉ ở mức trung bình. Có những ngày, chỉ số chất lượng không khí AQI và ô nhiễm không khí PM2.5 ở mức không tốt cho sức khỏe. Theo cơ quan khí tượng, mùa đông năm nay, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đặc biệt trong những tháng chính đông. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong đêm nay và ngày mai 21 tháng 11. Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, ngày có nắng hanh. Trung Bộ ngày nắng không mưa, đêm có mưa vài nơi. Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 15 đến 17 độ, phía Nam từ 17 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 20 đến 23 độ, phía Nam từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26 đến 29 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Riêng miền Tây có nơi dưới 30 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, riêng ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay và sáng sớm ngày mai trời rét, ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ.
Thành phố Vinh đêm và sáng sớm trời lạnh, ban ngày nhiều mây, hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Thành phố Huế không mưa, ngày nhiều mây, có nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay ngày 20 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11, thời tiết khu vực miền Trung sẽ có nhiều biến đổi khiến cho mưa dông quay trở lại khu vực. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thể từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Riêng Bắc Trung Bộ, từ đêm ngày 23 và ngày 24 tháng 11 có mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 có khả năng xảy ra mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, thời kỳ này vẫn là giai đoạn chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ. Do vậy, các đợt mưa lớn còn xảy ra, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên khu vực. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau. Vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra dông lốc, sét, mưa đá. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm nay ngày 20 tháng 11, sương muối đã xuất hiện phủ trắng đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay đỉnh Phan Xipang xuất hiện lớp băng trên mặt đất, cây cỏ. Thời điểm trên, nhiệt độ tại đỉnh Phan Xipang ở mức 0 độ C. Đánh giá của ngành khí tượng cho thấy, không khí lạnh ảnh hưởng trên dãy Hoàng Liên Sơn, cộng với trời quang mây về đêm khiến sương muối hình thành trong điều kiện nhiệt độ xuống mức âm. Đây là đợt sương muối đầu tiên tại tỉnh vùng cao Lào Cai kể từ đầu mùa đông. Khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 11, lớp băng mỏng, còn gọi là sương muối, phủ trắng sàn gỗ, khu đặt biểu tượng Phan Xipang. Băng duy trì khoảng 30 phút, khi trời nắng thì tan. Không khí lạnh cũng khiến nhiệt độ tại các địa phương của Lào Cai duy trì ở mức thấp. Một số khu vực miền núi như Sapa, Y Tý, Bắc Hà, nhiệt độ dao động từ 8 đến 14 độ C. Thông tin dự báo cho thấy, đêm và sáng ngày 21 tháng 11, nhiệt độ các khu vực vẫn sẽ giữ ở mức thấp, khả năng sương muối vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió đông bắc khô thổi từ mặt đất lên cao nên ban đêm nhiệt độ xuống thấp. Băng giá thường hình thành khi nhiệt độ không khí dưới 4 độ C, bề mặt các vật thể hay cây cỏ ở mặt đất xấp xỉ 0 độ C. Hơi nước sẽ ngưng kết thành thể rắn, xốp, có màu trắng như muối nên gọi là sương muối. Thưa quý vị, nhìn chung trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ vẫn giữ nguyên hình thái thời tiết rét và hanh khô. Người dân khu vực cần đặc biệt lưu ý giữ ấm cơ thể, tránh mắc các bệnh về đường hô hấp. Trung Bộ chuẩn bị bước vào đợt mưa dông mới, bà con cũng cần chú ý theo dõi dự báo thời tiết, đề phòng thiên tai có thể xảy ra. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi, quý vị cũng nên chuẩn bị sẵn ô dù, áo mưa nếu phải di chuyển ngoài trời vào khung giờ chiều tối. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào ngày mai 21 tháng 11. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!